Chào các bạn nha. Hôm nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ thủy sản lên mé nhánh cây tràm bông vàng này các bạn. Đó, cây tràm bông vàng này cũng khá là cao luôn các bạn ơi. Đó, anh lên anh mé nhánh tràm bông vàng đó các bạn, nằm sát với nhà người ta nè. Đó, nằm cặp với mấy đường luôn các bạn. Đường này xe chạy rất là nhiều nha. Ở bên này thì dây điện tùm luôn nha các bạn. Đó, giờ anh thợ sửa sạn lên mé nhánh các bạn ơi. Để anh thợ anh lên cây mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Anh thợ anh giục cái cọng dây đó lên trên cây đó nha các bạn. Đó các bạn, giờ anh thợ dưới sàn lên cây các bạn ơi. Đây sát với cái mấy đường luôn nha các bạn, nằm sát cái nhà luôn nè. Để coi anh thợ xử lý cái cây này như thế nào nha. Anh thợ đu lên đó các bạn ơi. Đó, anh lăn lẹo lên. Đây cái máy cưa ảnh sửa sẵn kéo lên đây các bạn. Rồi anh đang kéo máy cưa lên đây các bạn ơi. Mé nhánh thôi chứ anh không có cắt gốc nha. Để coi anh di chuyển lên lên đâu nha.
À chắc anh di chuyển lên trên cái nạn ở trên đó vậy các bạn. Ê, chụp lại trời. Đó giờ xe ta chạy qua đó các bạn. Xe nó ta dừng lại, đừng không có chạy qua được nha các bạn. Còn một nhánh nữa cuối cùng các bạn ơi. À chắc có thể là ảnh leo lên trên ở trên luôn cái gì đó các bạn. Xe bắt đầu chạy qua các bạn ơi. À, anh Thợ bắt đầu leo lên trên luôn rồi các bạn. Bên này có lằn dây điện bên này đó các bạn, ảnh lên trên đó ảnh hạ nhánh nhỏ nhỏ xuống để chống lằn dây điện bên này. Xe ta bắt đầu chạy qua các bạn. Anh thả xuống, anh thả anh chuột tàu khép xuống dưới các bạn ơi. Mình đồ chắc là có thể ảnh cưa ngang đó hay là ảnh cưa ngang chỗ đó một đoạn nữa các bạn. Xe bắt đầu là chạy qua các bạn ơi. Còn một nhánh ve bên đó nữa đó các bạn, có thể là anh cắt luôn nhánh đó luôn nè. Anh truyền qua bên nhánh đó luôn các bạn ơi.
Ảnh leo cây mà ảnh mang giày luôn nha các bạn. Có thể là ảnh cút một phát một là cái nhánh nó rớt liền luôn nha các bạn, bị gì không có cắt từ từ luôn nha. Mình độ anh đứng đó là mình độ vậy thôi chứ không biết anh cắt sao nữa. Rồi xong một cái ngọn cây các bạn ơi. Đó giờ nhắc anh tuột xuống các bạn. Nhắm coi rồi anh cắt cái nhánh nào trước nha, anh cắt có thể là cắt bỏ hai cái nạng nó luôn đó các bạn. Mình nói có thể thôi chứ mình chưa biết là anh cắt như thế nào nữa. Có thể anh đứng đó anh chọn qua anh cắt đó luôn các bạn. Ôi ơi. Thả anh tụt xuống đó các bạn. Có thể là anh cắt ngang cái đạn đó luôn hay gì đó các bạn ơi. Đó giờ anh đu vô đó anh cắt ngang chỗ đó hay gì đó các bạn. Rồi anh xuống hạ gốc luôn các bạn ơi.
trên lên trên anh cắt cái đó trên đó các bạn ơi. Thôi video mình xin kết thúc đây nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Cái anh cắt ngang đó là xong rồi đó các bạn.